Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Chúng ta biết tiệm cận đứng của phương trình này đó chính là x cộng m bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có x bằng trừ m. Chúng ta biết trừ m này nè, không thể nào nằm lọt thỏm vào cái khoảng này. Cho nên trừ m này sẽ lớn hơn hoặc bằng trừ 6. Có nghĩa là cái tiệm cận đứng này nó sẽ nằm ở bên phải của cái khoảng này, còn cái khoảng này nó nằm ở bên trái của phương trình. Cho nên chúng ta sẽ có trừ m lớn hơn trừ 6, lớn hơn hoặc bằng trừ 6. Như vậy chúng ta rút gọn lại thì m nhỏ hơn hoặc bằng số 6. Tiếp tục, chúng ta đảo hàm cục này lên thì nó sẽ thành như thế này. Đảo hàm của chữ x, chúng ta có số 1, số 3 là hàm số, chúng ta sẽ có số 0. Còn này số 1, còn này số 0. Như vậy m trừ 3. Bây giờ đề muốn cho cái khoảng này đồng biến thì m trừ 3 bắt buộc phải lớn hơn 0. Như vậy kết hợp cái cục này và cục này thì chúng ta có kết quả cuối cùng. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.